Tiền thai sản năm 2024 có thay đổi khi bỏ lương cơ sở. Hiện nay, mức hưởng chế độ thai sản được tính theo mức lương cơ sở, gồm tiền trợ cấp một lần sinh con, tiền trợ cấp thai sản và tiền dưỡng sức sau khi sinh con. Cụ thể, theo khoản 1 điều 3, Nghị quyết số 104/2023/QH15, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Từ ngày này, mức lương cơ sở sẽ bị bãi bỏ mà thay vào đó sẽ xây dựng các bảng lương cơ bản mới bằng số tiền cụ thể. Trong khi đó, hiện nay, cách tính hưởng các chế độ thai sản đang được quy định tại Điều 38, Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau. Trợ cấp một lần khi sinh con, bằng 2 nhân mức lương cơ sở trên con. Hiện nay, lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng, nên mức trợ cấp một lần khi sinh con đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024 sẽ là 3,6 triệu đồng một tháng. Trợ cấp thai sản khi lao động nữ sinh con bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi nghỉ nhân 6 tháng. Nếu chưa đóng đủ 6 tháng thì được hưởng theo mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng. Tiền trợ cấp trong trường hợp lao động nam có vợ sinh con bằng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng trước khi nghỉ chia 24 tháng nhân số ngày nghỉ. Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính theo tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Do lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo lương cơ sở, nên mức bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức phụ thuộc vào mức lương cơ sở. Bởi vậy, khi cải cách tiền lương, tức là bỏ mức lương cơ sở, thì mức hưởng các chế độ thai sản cũng sẽ thay đổi theo.